hen. Trời ơi, sao không đi tập thể dục không vậy? Tập thể dục như vậy? Sao không tập? Con tập thường xuyên mà. Chú Hiền ơi, chú thấy gần đây bầu cử quảng cáo và pano tranh ảnh rồi lo bóng thanh rồi nhãn nhạc dữ quá chú. Quảng cáo đâu quảng cáo, cái này gọi là thông tin tuyên truyền cổ động. Tuyên truyền cổ động hả chú? Để cho người dân được nghe nè, được thấy về quyền và nghĩa vụ của người công dân trong bầu cử đó chứ ai chứ. Cái này là pano tranh ảnh là tuyên truyền đó hả? Đúng rồi. Quyền công dân mình bầu cử là quyền công dân là gì con? Quyền công dân là quyền được bầu cử và ứng cử. Rồi. Đó, công dân là cứ đủ 18 tuổi là được quyền đi bầu. Và đủ 21 tuổi là được quyền ra ứng cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân. Nhưng mà cũng ngoại trừ những cái trường hợp theo quy định của pháp luật đó nghe. Những trường hợp theo pháp luật của quy định là sao con? Là những người đó không được ứng cử vào bầu cử hả con? Thì đúng rồi, những trường hợp quy định là những người đang bị xử tử hình nè, đang chờ thi hành án. Rồi. Và những người đang bị tạm giam bị giam giam tù á, và những người mà bị mất hành vi năng lực dân sự đó. Giờ tôi hỏi con này nè con. Đại biểu hội đại biểu quốc hội với con, đại hội nhân dân các cấp là cấp nào con? Gồm có 3 cấp. Đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh thành phố. Đại biểu hội đồng nhân dân cấp quận huyện và đại biểu hội đồng nhân dân cấp phường xã. Theo đó thì năm nay á là kỳ này sẽ không có tổ chức hội đồng nhân dân cấp quận và phường nữa. Cho nên á là kỳ này mình tại thành phố Hồ Chí Minh các quận sẽ không có bầu cử hội đồng nhân dân quận và phường nữa. Rồi, chú hiểu rồi. Riêng năm huyện nè, Bình Chánh nè, Nhà Bè nè, Cần Giờ nè, Hóc Môn, Củ Chi. Rồi. Đó, là vẫn bầu đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã. Vậy thôi con. Rồi. Và đặc biệt là cử tri ở quận 8 của mình đó là năm nay là chỉ có bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân thành phố thôi. Rồi, chú hiểu rồi. Ê, cái gì vậy? Trời ơi. Con kiếm ba sáng giờ quá trời luôn. Ba đây làm gì mà bàn tán gì vui vậy ba? Ba nói chuyện chú Hiền vụ bầu cử nè chứ bàn tán gì đâu con. Chú Hiền là bên quận nè con. Dạ, em chào anh. Gái rồi đó. Bà con kiếm ba có vụ gì không? Dạ. Ba con nói ba nghe vụ này nè. Con kiếm ba là có chuyện. Rồi. Là con bé Út nhà mình đó ba. Năm nay Út nhà mình đó, nó là 18 tuổi. Vậy thì nó có bầu được chưa ba? Nó bầu chứ thằng nào? Nó bầu chứ thằng nào? Nó bầu. Cái gì vậy ba? Ba làm gì? Tự có bầu thì đẻ thôi chứ gì dữ vậy. Không có bầu chứ nào? Không phải, ba. Ba sao ba nóng quá à? Con chưa có nói hết. Vậy con nói rồi. Ý con á là bây giờ Út nhà mình á năm nay nó đủ 18 tuổi rồi thì nó có được đi bầu hay không? Chị Tư tổ trưởng ghi danh sách cử tri. Để ba xin nhớ lại coi. Hình như con Út á nó sanh là tháng 10 năm 2003. Dạ đúng rồi. Không biết đủ 18 tuổi chưa? Đúng không? Nhưng mà bây giờ con qua hỏi chú Hiền chắc ăn. Anh hỏi đi. Cho em hỏi á là chưa. Bây giờ bé Út nhà em á năm nay nó đủ 18 tuổi và nó sinh là tháng 10 năm 2003 như ba em mới nói á. Thì bây giờ là Út nhà em có đi bầu cử được chưa anh? Chưa. Ủa chưa luôn? Ủa, tại vì theo luật bầu cử thì lấy cái mốc là ngày bầu cử là 23 tháng 5 năm 2021. Thì những người sanh trước ngày 23 tháng 5 năm 2003 trở về trước thì mới đủ 18 tuổi và được có quyền đi bầu. Còn nhưng bé Út nhà em là sanh tháng 10 là chưa có đủ 18 tuổi đâu. Cho nên đâu có chưa có đủ được ghi tên vào danh sách cử tri đâu. Vậy là em hiểu rồi. Anh nói nghe nè, tiện em hỏi anh luôn á. Nếu như là công nhân tụi em ở dưới quê lên thì bây giờ tụi em không có biết là phải ghi danh sách cử tri ở đâu vậy anh? Tại vì em với lại các bạn mà lên đây ở trọ thì đương nhiên là sẽ báo với lại chủ nhà trọ. Thì chủ nhà trọ sẽ cầm những cái danh sách đó lên trên tổ dân phố hoặc là khu phố gì đó. Thì khi mà ở trên phường người ta làm cái danh sách cử tri á thì người ta sẽ liên hệ với chủ nhà trọ để mà cập nhật cái danh sách của những người ở trọ đó. Thì lúc đó thì người ta sẽ niêm yết danh sách cử tri và em với các bạn đến đó kiểm tra thôi. Nhớ cái vụ danh sách cử tri em mới nhớ nha. Giống như là tụi em ở trên này rồi đó thì bây giờ tụi em sẽ là đi bầu ở đâu và thấy lấy cái thẻ cử tri đó ở đâu anh? Khi mà tụi em lên trên đây ở rồi là có danh sách của chủ nhà trọ cập nhật rồi. Dạ. Thì ở phường người ta sẽ là cập nhật cái danh sách cử tri của em và người ta sẽ phát thẻ cử tri đến tận nhà luôn. Chỉ việc em với lại chú ba đó chỉ việc ở nhà trọ thôi và mình lên cái chỗ mình niêm yết danh sách cử tri á mình kiểm tra coi có sót tên mình hay không. Còn nếu mà có sót thì mình báo người ta, còn không thì người ta cứ đến ngày người ta đưa. Vậy là chú ba lấy thẻ cử tri xong rồi chú ba lên phường mà bầu cử luôn hả con? Không phải đâu chú, không phải lên phường mà cử, mà là ở phường nó có nhiều cái khu vực bỏ phiếu, nhiều khu vực bỏ phiếu tổ bầu cử. Cho nên là trên cái thẻ cử tri người ta có ghi rõ ràng là tổ bầu cử mấy, khu vực bỏ phiếu nào và có địa điểm. Chú chỉ cần chỉ hỏi cái địa điểm là chú lấy đó chứ bầu cử thôi. Rồi vậy rồi. Vậy hả?
Ủa anh nè, anh tiện nhìn cho em hỏi luôn nha, là năm nay á là em 21 tuổi, nhưng mà em chưa có biết á, là cũng là lần đầu tiên đi bầu luôn, nên em chưa có biết là cách thức bầu cử sẽ là như thế nào. Anh có thể hướng dẫn em không? Cái này á thì đến cái ngày bầu cử á, em lên trên cái địa điểm bầu cử thì người ta sẽ hướng dẫn em hết luôn á. Tuy nhiên thì anh chỉ nói cái đại khái là như thế này, là tới cái ngày bầu cử đó em cầm cái thẻ cử tri lên cái điểm bầu cử thì em đưa cho nhân viên bầu cử, người ta sẽ dò trong cái danh sách cử tri á. Đó, sau đó người ta đưa cho em cái phiếu bầu cử, thì trên cái phiếu đó có ghi danh sách những ứng cử viên, thì em chọn người nào thì em giữ nguyên tên họ người đó. Còn người nào mà em không chọn thì em sẽ gạch ngang tên họ người đó. Sau đó em bỏ phiếu vào thùng phiếu và em đi ra cái chỗ cái bàn của nhân viên bầu cử, người ta sẽ đóng dấu vào cái thẻ cử tri của em. Như vậy là em đã hoàn thành quyền và nhiệm vụ của một người công dân đó. Cho nên á, mỗi lá phiếu là một niềm tin. Cho nên ngày 23 tháng 5 sắp tới, chúng ta hãy cùng nhau hăng nhau hăng hái tham gia đi bầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.